Phụ nữ. Chopin Hour, sinh năm 1788 tại Danzig. Thân phụ là một thương gia có tài, mẹ là một tiểu thuyết gia phổ biến đương thời, nhưng rất nóng tính. Bà hình thành đời sống tự do luyến ái sau khi chồng chết. Chopin Hour chống đối việc này, hệt như Hamlet chống đối mẹ mình tái giá. Những cuộc gây gổ liên tiếp diễn ra với mẹ, cộng thêm những thất bại trong tình trường, đã khiến ông có cái nhìn không mấy tốt đẹp về phụ nữ. Chỉ một người đàn ông bị mờ mắt vì sự thúc đẩy xác thịt mới có thể tặng danh từ phái đẹp cho một giống người thấp bé, vai hẹp, mông rộng, chân ngắn, để đảm bảo hơn, thay vì gọi họ là phái đẹp, hãy nên tả họ như một giống thiếu thẩm mỹ. Trong một vài năm, thiên nhiên cho họ một tài sản nhan sắc và vẻ kiều diễm để có thể chộp lấy cơn bốc đồng của một gã đàn ông. Đến độ, chàng vội vàng đảm nhận cái vinh dự săn sóc họ suốt đời, một bước đường mà dường như không có một bảo đảm nào để biện minh nếu lý trí chịu điều khiển tư tưởng con người một chút. Những bộ óc đặc sắc nhất trong toàn thể giống này chưa bao giờ sản sinh được một công trình nào về mỹ thuật độc đáo thuần túy, hay hiến cho thế giới một tác phẩm có giá trị trường cửu thuộc bất cứ lãnh vực nào. Mọi phụ nữ, gần như không ngoại lệ, đều thiên về sự quá lố, chỉ biết sống cho hiện tại. Môn thể thao chính của họ là đi mua hàng. Cái nhìn của ông, xem ra, vẫn còn nhân nhượng hơn nhiều so với cái nhìn của Phật, được ghi trong kinh Bảo Tích. Ổ bệnh hoạn máu mũ tanh hôi, mũi dãi thường chảy như cảnh dơ bẩn ở bãi Tha Ma. Không biết với nhà hiền triết đó là cái nhìn muôn đời bất diệt hay chỉ là phút tạm thời. Nếu như mọi thứ thay đổi, trong dòng thương yêu êm ấm thấy được phụ nữ chân dài eo nhỏ ngày nay với những cái đầu không khác nam nhi, không biết ông còn chịu giữ cái nhìn như thế. Song với Đức Phật, ổ bệnh hoạn máu mũ tanh hôi chỉ là cái nhìn tùy duyên. Nó được nhắc đến chỉ khi nam nhi chìm sâu trong biển ái dục. Sự chìm sâu có nguy cơ mang đến khổ đau và tội lỗi. Trong cái duyên như thế, phụ nữ mới có hình tượng đặc sắc như thế. Trong một duyên khác, phụ nữ không còn hình dáng thế nữa. Hãy nghe Đức Phật nói về Hà Thượng, một nữ cư sĩ trong pháp hội của Ngài. Ta nhớ xưa kia, cũng tại nơi này, có 1000 Như Lai thuyết pháp như vậy. Ở trong các chúng hội đó, mỗi mỗi đều có tín nữ Hằng Hà Thượng làm thượng thủ. Cũng nói với Văn Thù Sư Lợi về đồng nữ Vô Úy Đức. Đồng nữ này trong quá khứ đã phát bồ đề tâm, trải qua 30 kiếp, ta mới phát tâm hướng về vô thượng bồ đề. Đồng nữ ấy cũng đã làm cho ông trụ vô sanh nhẫn. Những phụ nữ như thế, trí tuệ không phải chỉ để sản sinh một công trình nào về mỹ thuật độc đáo và thuần túy, hay hiến cho thế giới một tác phẩm có giá trị trường cửu ở thế gian, mà nó tồn tại phi thời gian. Điều đó cho thấy không thể lấy một tướng nhất định nào làm chất thực cho giới phụ nữ. Nếu đúng là chất thực của người phụ nữ thì nó không xấu cũng không đẹp, không ngu dốt cũng không trí tuệ vân vân, như trung luận hiển bày. Không sanh cũng không diệt, không đến cũng không đi. Chỉ tùy duyên mà lúc thấy xấu, lúc thấy đẹp, lúc trí tuệ, lúc ngu dốt, vân vân.
Cho nên cái nhìn duyên khởi, ổ bệnh hoạn máu mủ tanh hôi, không phải là nhãn mác độc quyền dành cho phụ nữ. Nếu đối tượng là một phụ nữ đang chết chìm trong biển ái dục, có nguy cơ thiêu sống mọi người vì lửa ghen bộc phát, thì hình tướng kia sẽ được dùng để chỉ cho phái mày râu, dù đó là một vị đại đức thanh tịnh chăng nữa. Song nói như thế không có nghĩa là với bất cứ đối tượng nào dấn sâu vào ái dục, Phật tổ đều sử dụng phương thức đó. Tùy nghi mà lúc thì đưa khía cạnh này, lúc thì nói khía cạnh kia, miễn sao bệnh tật của đối phương được thuyên giảm. Duyên khởi là vậy, tùy duyên mà có pháp, không cố định ở một pháp nào. Khi đọc kinh học luận, nhờ chú ý đến mặt tùy duyên. Quan niệm của thiền gia đối với phụ nữ thì sao? Thiền sư Dân Môn đưa cái gậy lên dạy chúng. Phàm phu thấy nó là thực, nhị thừa phân tích nó thành không, duyên giáo cho nó là huyện có. Bồ Tát thì thấy đương thể tức không. Thiền gia thấy cây gậy là cây gậy, đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi, không được động đến. Không phải chỉ với cây gậy, mà tất cả pháp ở thế gian đều như thế. Thiền gia thấy phụ nữ là phụ nữ, tức không lộn nữ thành nam hay ra một cái gì khác, cũng không khởi niệm đó là phụ nữ. Thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, không khởi niệm xấu, đẹp hay dở. Quan trọng là không được động đến. Vì sao? Vì động đến coi chừng sinh chuyện. Bạch Ẩn thường ca tụng với đệ tử về trình độ thiền của một lão bà có tiệm trà gần đó. Chư vị không tin lời ông, muốn tự mình khám phá. Bất cứ người nào đến tiệm trà, bà đều hỏi đến uống trà hay hạch thiền. Uống trà, bà tiếp đãi tử tế. Hạch thiền, bà đưa họ vào nhà sau và tặng một nhát đũa bếp vào đầu. 9/10 bọn họ không thoát khỏi tay bà. Nói chung, với tăng sĩ, phụ nữ dù già hay trẻ, không được động đến, là một lời khuyên đầy kinh nghiệm và khôn ngoan. Trách ai? Mèo con là con mèo mẹ, phải đến chục lứa, tôi mới có thể gần gũi chăm sóc con nó như lũ mèo nhà. Có vậy mới mong chích ngừa chấm dứt sinh sản. Nuôi mèo đem cho thì không còn chỗ để cho, nuôi tiếp thì nuôi không nổi. Xua đi, thấy dạ không đành, thành phải tính chuyện chấm dứt sinh sản. Không thì mèo khẩu cứ tăng, mình đâu tính chuyện sản xuất, cung cấp cho các tiệm ăn mà hứng với việc như vậy. Mèo con giỏi hơn mèo mẹ rất nhiều, chỉ phải cái tội đêm đêm lại kêu, không ai ngủ được. Thành dù thương nó, mình cũng tìm đường cho nó ra riêng. Gửi nó cho cô xong rồi, mình mừng hết lớn. Vậy là mình vẫn có thể chăm sóc, chích thuốc cho nó. Xuống tới nhà cô, nó không kêu nữa. Nó nhảy tung tăng, hưởng khí mát lành, tươi tắn vui vẻ. Nó không ăn cá, ăn thịt, chỉ cần một chút thức ăn làm sẵn cho mèo là nó đã no. Gặp cô, nó sa vào lòng không chút lạ lẫm. Mình cũng yên lòng. Vậy là những gì dự định coi như tạm xong. 20 ngày nữa, đến ngày mang nó chích ngừa. Nói là nói vậy, ngày đó không bao giờ tới, bởi nó đã bị con kia hàng xóm xơi tay. Mới biết, không phải muốn lo là đã lo được. Mình dù có lòng để lo, mà người không phước để hưởng, mọi thứ cũng không. Không phải chỉ với con mèo, thiên hạ chung quanh, ngay bản thân mình cũng thấy như thế. Cái khoảng thời gian đi tới đi lui ngoài chợ
có rất nhiều chuyện để mình chiêm nghiệm. Bà chủ vừa nuôi người làm, dự định cho cô nhiều thứ, nào sắm cái này, nào lo cái kia. Không phải chỉ việc nuôi mẹ, bà tính luôn việc giúp đỡ lũ con. Mỗi tuần bà cho cô nghỉ một ngày thăm con. Chưa được 3 ngày, cô nói nóng ruột, nhất định đòi về. Bà cho ít quà và tiền rồi để cô về. Tôi lấy làm tiếc cho cô. Con người có khi vì chút nhẫn lực không có, bỏ mất cơ hội ngàn vàng. Nhưng rồi một việc xảy ra để hiểu vì sao cô không hưởng được những gì bà chủ dự định. Người ta mang biếu cho bà một số bưởi quý, bà đã dự định cúng dường tăng ni. Thấy cô thích thú, bà dành cho cô 1 trái. Nhưng hôm cô đi, cô mang đến 2. Đi thế nên không một lời từ biệt. Cho tới giờ này, cô vẫn không biết. Chỉ vì tham 1 trái bưởi, cô đã bỏ mất số tiền tương đương đến 50 trái. Con gái bà chủ muốn cho sáng đó. Bà chủ bận việc trên lầu, cứ nghĩ cô chào bà sẽ đưa tiền luôn thể. Không ngờ cô đi âm thầm. Người sống như vậy làm sao đủ duyên ở gần bà chủ. Bà dù muốn lo cũng không đủ duyên để hưởng. Ở được với bà mới là chuyện lạ. Trong đời chỉ vì không đủ nhẫn lực, không biết mình đã bỏ đi bao nhiêu cơ hội ngàn vàng như cô người làm của bà chủ kia. Không nhẫn được với miệng, không nhẫn được với thân, không nhẫn được với lòng tham, không nhẫn được với tính đố kỵ kiêu mạn, mà mọi việc trở thành đáng tiếc. Đó là cái nhân để mình gặt phải cái quả bất toàn trong tương lai. Nhiều cái nhân bất thiện cho ra lắm cái quả bất toàn. Suy cho cùng, cái chính vẫn là nhẫn không được với những suy nghĩ của mình. Ý nghiệp không phải chỉ ý mà còn đi kèm chữ nghiệp. Nghiệp nói đủ là nghiệp tập, chỉ cho thói quen mình đã quân tập trong bao đời kiếp. Chính vì chữ nghiệp, ý mới có lực khiến mình chạy theo. Quên mất việc đó nói ra có lợi hay không, quên làm như thế thiệt hại những gì. Thứ gì đụng đến cái tập hay tôi của mình, lập tức mình mất nhẫn lực, mình liền phóng theo. Mình phát huy cái miệng, mình động đậy cái thân. Phật nói điên đảo là vậy. Mới thấy 4 chữ biết vọng không theo, Hòa Thượng Trúc Lâm đặt ra lợi hại vô cùng. Chỉ cần biết được cái gì vừa hiện trong tâm là mình đã có thời gian để thấy nên hay không nên tiếp tục những việc đã nghĩ. Nhưng thường thứ gì rơi trúng tập nghiệp của mình, mình đành bó tay. Cái biết của mình bị lực của nghiệp đè chết, mình quên tất cả, chỉ theo nghiệp lực như thuyền phăng trên dòng thác, không chút nghỉ ngơi. Giả như có chút công phu, có ít trí tuệ, còn biết hồi tâm quay đầu, không đi quá xa. Nếu không trí tuệ, công phu cũng không, thì cứ theo nghiệp mà đi. Ta bà thế giới đâu hề từ chối những kẻ nhiệt tình với nó. Cái khổ, cái nghèo, hoạn nạn, tai ương, bất toàn theo đó mà hiện. Trách trời sao được, muốn lo, lo cũng không xong. Không biết con mèo chết đi, nó có trách tôi, tại bà đem tôi xuống đây, thành tôi mới bị chó ngoạm mà chết tức tưởi. Có trách cũng không phải là. Thoái đời là thế, ít ai tự trách lấy mình, chỉ hay đổ thừa thiên hạ. Hằng đã đổ thừa thì mình đổ lại. Giá con đừng kêu, con biết làm chủ cái miệng của mình, đừng phiền thiên hạ. Thì dù bưng phân đổ đáy, chịu khó chịu khổ với con như trước, ta cũng chịu được. Đằng này con không biết nhẫn, đêm nào cũng gào thiên hạ ngất ngư. Ta làm gì được bây giờ? Ta đem con xuống chỗ tốt, không ngờ phước con không đủ. Đâu phải tại ta mà con trách ta.
Nói thì nói vậy, nhưng ngẫm cho cùng, như chính mình đây, cái phước làm người đã có, học đạo cũng không phải vừa, nhưng nhẫn vẫn tồi số một. Hở cái là hú, tập khí vẫn chưa thắng nổi, nói là con mèo, thật tồi. Tính ra, chỉ vì nuôi nó mà mình không đủ nhẫn lực dạy nó chữ nhẫn, hầu tải bớt nghiệp của thân. Cứ sự mới ra như vậy, mới thấy tiền bối Nguyễn Du phát biểu một câu ngẫm ra chí lý. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lấy trời gần trời xa. Trách ai bây giờ? Phản quan tự kỷ bổn phận sự. Khắc dạ ghi tâm là tốt. Ông Địa ngày chưa đến chùa, nói chính xác là chưa đến thiền viện. Cái khoảng đậu hũ còn lang thang ngoài chợ đời phố thị, bầu bạn với đủ thứ sắc thanh hương vị xuất pháp. Không thiếu món nào thì bàn thờ có rất nhiều tượng để thờ. Đức Di Đà ở giữa, Quan Âm, Thế Chí hai bên. Trái, một cái hình Ấn Độ cởi trâu. Phải, hình mẫu mẹ ngồi chiếm vệ. Phòng khách có ông Địa nghênh tiếp tiền bạc. Bếp đã có ông Táo coi hộ, không cho tiền lẻn ngã sau. Nói chung, bầu bạn với quá nhiều thứ, nên tâm không định, thấy chi cũng sợ. Mưa, đậu hũ sợ cây rơi trúng đầu, chết. Gió, đậu hũ sợ đổ cột điện đè lên người, tiêu. Phải nói, có quá nhiều thứ để sợ, thành đến chỗ nào, thấy có thứ gì có thể bảo vệ được mình, đậu hũ liền thỉnh về thờ cùng Phật. Một người bảo vệ sao bằng năm người? Thờ nhiều nhưng buồn hay vui, có tiền hay không, đậu hũ chỉ nói với mình ông Địa. Bởi bàn thờ ông có một bình xăm và cuốn sách bói, có thể lắc xăm xin khỏe dễ dàng khi cần. Nhưng đó chỉ mới một phần, cái chính là ông không như Đức Phật, chỉ mới là thánh là thần gì đó. Ông sẽ thông cảm với việc đậu hũ đang cần. Ông lại cai quản tiền bạc, hy vọng ông cho đậu hũ một ít đỡ tuổi. Đến thiền viện rồi, bỗng nghe sư phụ tụng tới tụng lui, cái bàn thờ Phật sao thờ nhiều thứ. Nghe giảng mà bụng phập phồng, thôi thì hạ hết cho xong. Nhưng tới bàn thờ ông Địa thì bỏ không đành. Đậu hũ không sợ, không thực không dược được đạo, mà vì chút tình lưu luyến bấy lâu. Ông dạy nhân duyên, nhân quả cho mình, chừng đó mà không đành lòng. Thành giờ vẫn còn cái bàn ông Địa để ở trước cửa trên lầu. Không ai nói chuyện, tu thiền miệng cần như quạt mùa đông. Nói gì? Làm ăn suôn sẻ, gia đình êm ấm, ít ai nhớ đến Phật Thánh. Chỉ khi có gì xui xẻo, chèo quơ mái lật, Phật Thánh mới có phần. Những ngày tiền bạc thiếu hụt, đậu hũ lạy ông sói đầu. Mùng 2, 16, heo quay. Ngày thường, hết cho thuốc hút, lại cho ăn tỏi, trái cây. Nhưng tránh mang cục, vì sợ tiền bạc thiếu hụt. Samu chê cũng không, vì sợ tiền chê không vô. Sầu riêng cũng chẳng bao giờ cúng, vì sợ nỗi sầu không tiền đeo đẳng. Gai góc thế kia, tiền bạc rách hết. Thành gì thì gì, cúng kiến rất là kiên kỵ. Kiên hơn đàn bà non ngày non tháng. Sợ ông trúng thực, tiền mình không cánh mà bay. Ngẫm ra chẳng tốt lành gì. Không cầu cảnh được, bàn thờ cũng không, đừng nói cúng kiến. Ông từng một lần bị cho ra đường cùng với thần tài, chỉ vì số đề xin hoài không trúng. Cậu ghét, cậu quăng ra đường. Không ngờ ông có thần thông, phi ngang cây nhãn bám trụ toàn ten trên đó. Chỉ ông thần tài là tội, hình hài chẳng còn một mảnh nát dụng như tương, không một mảnh đất chung thân. Ngày đó, đậu hũ mang ông vô nhà thờ lại chứ ai.
Vậy mà lần nào lắc quẻ xin tiền, ông cũng trả lời chờ đủ nhân duyên. Ngày ấy, hai chữ nhân duyên là gì Đậu Hũ không hiểu, chỉ biết bóc phải quẻ ấy là coi như tiêu. Trắng tay vẫn hoàn trắng tay, không gì khả quan hơn được. Chỉ một điều lạ, mỗi lần cúng dường hay biếu tặng ai thứ gì, hoa ông nở rộ bàn thờ thấy tươi. Lão chồng vẫn nói vọng tưởng. Đời này có gì không phải là vọng, nói coi. Vọng thì mới dệt cho thơ, mới tô cho mới cuộc đời. Miệng đừng tưởng vọng thành chân là được chứ gì. Giờ thì mới hiểu hai chữ nhân duyên ông nói. Đâu có gì lạ, nhân duyên là thực lý chi phối thế gian này. Sống trong cuộc đời không gì không phải nhân duyên. Mọi cái quả hiện nay không phải tự nhiên xuất hiện, đều do cái nhân đã gieo trong thời quá khứ. Chưa đủ nhân duyên nghĩa là Đậu Hũ chưa gieo cái nhân bố thí cúng dường vân vân, làm sao Đậu Hũ đòi có phước lộc? Chưa đủ nhân duyên thì dù Đậu Hũ đã gieo nhân rồi mà duyên chưa đủ, phước lộc cũng không. Cầu xin sao được? Phật đã từng nói, dù chư Như Lai xuất hiện ở đời hay không, các pháp vẫn như thế, vẫn quyết định tánh ý, vẫn theo duyên như thế. Phật còn nói vậy, địa làm gì được? Đậu Hũ phải chờ cho đủ nhân duyên là lẽ tất nhiên. Thôi thì Đậu Hũ đã có nhân duyên với địa, để ông lại đó làm bạn tu hành. Phật có hoa thì địa cũng có hoa, Phật có trái cây thì địa cũng có trái cây. Nhưng Phật không heo quay thịt vịt thì địa cũng không được dùng heo quay thịt vịt. Thuốc rượu cũng không, cái đó Phật tử tại gia còn không được dùng, huống là thần thánh tu hành, chậm dứt là tốt. Mới hay ở đời, đừng có dại dột mà nói sự thật cho chúng nó biết. Chúng biết mình không năng lực, ban phát tài lộc cho chúng, chúng liền phủi tay. Nói chuyện cũng không, đừng nói cúng kiến. Chúng sanh là vậy, bạc bẽo vô ngần. Biết mình chỉ là cái bóng không làm gì được, chúng liền quẳng ngay. Đừng nói là cung giới kính hay những thứ khác. Chỗ này mới thấy thông cảm cho người. Có khi không phải người không muốn nói sự thật, nhưng nói thẳng ra, chúng không chịu tin. Nếu tin được rồi, có khi mình đói, nên đành bấm bụng nguyên thiên. Có vậy mới có cái ăn. Ngẫm ra, địa kia rất tội, có sao nói vậy, chỉ chút chừng đó không thương sao được. Đậu Hũ đâu thể hạ bệ đoạn tình đoạn nghĩa, cho đi cái dù như mấy vị kia. Cho nên hương hoa vẫn đủ, chỉ cùng chay lạc tu hành, mai sau linh sơn còn gặp. Thiền và duy thức. Nhìn con bé nhấc bổng con mèo mới thấy dễ thương, tình cảm trên tay, thương yêu trong mắt, nhẹ nhàng nâng niu. Song không phải khi nào nó cũng dễ thương như vậy. Cái mặt bảnh ra khi không vừa lòng mới thật đáng ghét. Một mụ phù thủy không kém không hơn. Tình cảm của mình theo đó như nước thủy triều, khi lên khi xuống, khi ghét khi thương. Ù ơ vậy đó, nên Tổ Long Thọ mới rằng: mắt, tai và mũi lưỡi, thân ý là sáu tình. Mắt vân vân sáu tình, theo sắc vân vân là sáu trần. Mắt dụng không tình, chỉ vì theo sắc mà có thương ghét. Tai cũng không tình, chỉ duyên theo thanh bên ngoài mà hiện buồn vui. Với duy thức, khi mắt thấy sắc, không phải chỉ có mắt và sắc, mà là duyên hội của rất nhiều thứ. Nói lược có ba: một căn, hai trần, ba thức. Nói đủ đến mười: một bản thức, hai chủng tử nhãn thức, ba mạt na, bốn ý thức, năm nhãn thức, sáu
nhãn căn không hoại. 7. Tác ý muốn thấy. 8. Có cảnh làm sở duyên, để duyên. 9. Khoảng giữa không chướng ngại. 10. Trong dùng có thể thấy. Trong cái duyên là nghiệp thức con người, phải đủ 10 duyên, mình mới thấy được cảnh giới trước mắt. Chỉ cần thiếu một, mình không thể thấy con bé nâng niu con mèo. Khi mắt thấy sắc, việc của nhãn thức chỉ là liễu biệt cảnh của riêng nó. Cảnh hiện thế nào, nhãn thức nhận biết đúng như thế ấy, như máy ghi hình không thêm không bớt. Khi nhãn thức sanh, ý thức sanh cùng. Ngay sát na đầu, ý thức cảm nhận hình tượng sự vật, hiện tượng như chính nhãn thức. Nhưng qua sát na thứ hai, tất cả đều bị ý thức phân biệt chi phối. Do sát na đầu qua đi quá mau, nên mình không thể nhận biết, chỉ lưu lại phần ý thức phân biệt, quân tập qua bao đời kiếp, rồi cho đó là tâm mình. Thấy, nghe, hiểu, biết đều bị quan niệm định kiến chi phối. Cho nên, cảnh này mới làm mình vui, lời kia mới khiến mình buồn. Cái này sao thấy quá lớn, lời kia sao không văng qua, vân vân. Sáu căn biến thành sáu tình, đánh mất cái khoảng ban đầu quý báu. Thiền là sống với khoảng ban đầu quý báu đó, là khoảng pháp được nhận biết đúng như chính nó, không bị định kiến của ta chi phối. Đó là cửa vào thẳng tắc chư vị thiền sư muốn dạy cho các thiền sinh. Cư sĩ Hoàng Đình Kiên tự Lỗ Trực theo thiền sư Hối Đường xin chỉ cho chỗ thẳng tắc. Hối Đường bảo: như Khổng Tử nói, này các trò, cho ta là giấu giếm ư? Ta không có gì để giấu giếm. Lỗ Trực suy nghĩ. Thấy vậy, Hối Đường nói: không đúng, không đúng. Lỗ Trực càng thêm u tối. Một lần, theo hầu Hối Đường dạo núi, hòa quỷ đang rụng đầy. Hối Đường hỏi: ông có nghe mùi thơm hoa quế chăng? Lỗ Trực gật đầu. Hối Đường bảo: ta không giấu gì ông. Lỗ Trực chợt tỉnh liền lễ bái: hòa thượng đúng là tâm lão bà tha thiết. Hối Đường cười: chỉ cần ông về đến nhà. Ngay cái chỗ nhận biết được mùi thơm của hoa quế là cửa vào của người tu thiền. Song mình không nhận được cửa vào, vì còn bận chạy theo mùi thơm của hoa quế, còn bận dõi mắt thương ghét với những được, mất, hơn, thua trong hiện tại. Ngày đó mà không về, rong ruổi buồn vui cho dòng đời thêm bạc, đường về thêm xa. Nên mới bình rằng: chẳng từng giấu, chẳng từng giấu, đầy đường hoa quế ngát hương thơm. Hỏi ai chưa ngộ tìm đâu nữa, nhà tổ xưa nay cửa vẫn không. Ôi, ai đã từng nghe hoa quế thơm, thế ấy chớ lầm. Ngũ Đăng Hồi Nguyên.